Chú Vinh ơi, anh em mình bắt chuột nhá. Chú Vinh đánh hai con chuột này để anh vồ con chuột đây nhá. Chú đánh đi. À, con chuột của bạn Bon bắt đang chạy gì kìa. Ôi nó chạy nhanh quá. Ôi nó đang chạy kìa. Bon, bắt lấy, bắt lấy. Nhanh nhanh. Wow, bắt được rồi. Ôi bạn Bon đã bắt được con chuột rồi, mang về, mang về. Bon Bon TV. Ồ, bầu trời hôm nay đẹp quá. Mới hôm nay trời mưa, bây giờ mới ra ngoài. Ôi nhưng mà mình đói quá. Bây giờ phải làm sao nhỉ? Mình phải đi kiếm đồ ăn mới được. Ở đây không có cái hồ nào nhỉ? Bây giờ mình phải đi đâu đây? Ồ, đằng kia có hai cậu bé đang ăn cả mút thì phải. Mình phải ra mình cướp lấy mới được. Rồi, mình sẽ ra mình cướp cả mút mình ăn. Đi từ từ thôi, chả bị phát hiện. Wow, ngon quá, mình phải cướp mới được. À, cướp được rồi, cướp được rồi. Chạy thôi, chạy thôi. Dạ, chạy thôi. Chạy thôi. Còn một chú bé đang cầm kẹo này nữa, mình cướp luôn mới được. Đây, cướp luôn. Chạy thôi, được hai cái kẹo mút rồi. Wow. Wow, hôm nay lấy được hai cái chậu mút này thì tha hồ mà ăn nha. Tha hồ mà ăn. Đây, có chỗ để ta ngồi ta ăn rồi. Ngon quá, ngon quá. Bây giờ ta sẽ bóc kẹo ra ta ăn ở đây. Để xem nào. À, chuột. Ôi, ta sợ chuột quá. Ôi, ta sợ chuột quá. Ôi, ta sợ chuột quá, sao nhiều chuột thế nhỉ? Ôi, ta sợ chuột quá, ôi, ta sợ quá, ôi, ngất rồi. À. Hai em bắt chuột đã nhá. Chú Vinh ơi, anh em mình bắt chuột nhá. Chú Vinh đánh hai con chuột này để anh vồ con chuột đây nhá. Chú Vinh đánh đi. À, con chuột của bạn Bon bắt đang chạy gì kìa? Ôi nó chạy nhanh quá. Ôi nó đang chạy kìa. Bon, bắt lấy, bắt lấy. Nhanh nhanh. Nhanh nhanh. Wow, bắt được rồi. Ôi bạn Bon đã bắt được con chuột rồi, mang về, mang về. Mang về. Em Subin bắt được con chuột đấy chưa? Subin bắt được con chuột đấy chưa? Đây đây, anh Bon bắt luôn hai con chuột kia đi. Rồi, thêm một con nữa. Đánh đi, Xuyên. Đánh đi, hai anh em đánh, đánh mạnh lên. Đánh đi. Đánh được, chắc, chắc, chắc. Rồi, rồi, thế là tóm được hai con chuột nữa rồi. Rồi, bây giờ tóm được cá sấu rồi. Đây, bây giờ bắt cá sấu dậy. Xuyên ơi. Cá sấu ơi. Cá sấu ơi, dậy đi. Bắt được chuột rồi, giả cậu mút đây. Bắt được chuột rồi.
Ôi ôi, vậy là mình bị bắt rồi. Thôi, mình để kẹo lại thôi, mình bỏ chạy thôi. Thôi, mình trốn thôi. Chú Bin ơi, chú Bin, lấy kẹo mút thôi, lấy kẹo mút thôi. Ôi, vậy là hai anh em nhà Bon đã lấy lại được kẹo mút rồi à? Wow, có nhiều đồ chơi trên này. Subin cầm đất nặn về nữa này. Bao nhiêu nhỉ? Anh Bon nhặt được cái gì đấy? Wow, có nhiều đồ chơi nhỉ. Subin ơi, cầm về đi con. Wow, ở đây có nhiều đồ chơi nhỉ. Subin ơi, cái gì của Subin đấy? Wow, có nhiều đồ chơi nhỉ. Thế cái này lát nữa mang về nhà ta chơi nhá. Rồi bây giờ hai anh em bóc cỡ mút đi. Cỡ mút ra ăn đi con. Vâng. Wow, bạn Bon nhặt được cái hộp gì ở đây? Bút xem nào. Hộp gì hả Subin? Hộp đất nặn. À, hộp đất nặn à. Wow, một bộ đồ chơi nhiều trên này. Ôi, bộ đồ chơi đất nặn Play-Doh nhá. Wow. Ôi, chơi thôi. Subin ơi, chơi thôi, bác chơi thôi. Wow, một bộ đồ chơi làm kem à. Subin ơi, kem Play-Doh. Wow, bạn Subin đang bóc cỡ mút rồi đấy. Còn cái này từ từ cả bóc anh Bon nhá. Wow. Wow, một cái cỡ mút khổng lồ. Wow. Bên trong có gì đấy? À, có nhiều cỡ mút nhỉ. Vâng. Bạn Bon có cái gì đấy con? Đưa bố xem nào. Ồ, đây là cái trong đóng quay đấy. Con biết làm cho nó bay lên trời được đấy. Con không biết, bố làm đi. Lát nữa bố làm cho. Oh, Subin ơi, Subin có nhiều cỡ mút thế. Đâu nữa nhờ. Wow, lại còn thêm một cái nữa cơ à. Cậu mút của bạn Bon có nhiều màu sắc thế. Wow, thật là đẹp con nhỉ. Bây giờ con chọn cái nào? Con chọn cái màu đỏ. À, bạn Bon thích màu đỏ. Subin ơi, con thích màu đỏ vì con chọn siêu nhân đỏ, siêu nhân dao đỏ. À thế à. Đây bây giờ bố sẽ lấy một cái màu xanh nhá. Bố ăn nhá. Có cho bố không? Bố ăn cỏ, bố ăn lá cỏ. Cũng được. Con Subin ăn cậu mút có ngon không? À thế à, con ăn đi. Bây giờ bố cũng ăn một cái nha. Subin ăn ngon quá. Ừ, bố để dành cho Subin nữa nha. Subin nha. Bạn Bon khỏe tay đi. Hôm nay bạn Bon có mời bạn cá sấu ăn nữa không? Có ạ. Ừ, bạn cá sấu chạy trốn đâu rồi ấy. Hôm nay bạn cá sấu ăn cướp đồ của hai anh em nhà Bon đúng không? Con bóc xong chưa? Sao Subin cười? Nhiều cá mút nè. Nhiều cá mút con nhỉ.
May đúng không? Hôm nay không là cá sấu cướp mất của Subin đúng không? Wow, bạn Bon đã bóc thành công cái kẹo mút cho bố rồi. Bây giờ bố cũng ăn cái kẹo này nhá. Kẹo của bố là kẹo màu xanh lá cây. Kẹo của Bon là màu gì? Đỏ. Đó, kẹo của Subin màu gì? Màu cam. Màu cam à? Ôi ngon quá, mời các bạn nhá. Mời các bạn ăn kẹo mút. Rồi, hai anh em chào các bạn đi. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Hẹn lại các bạn trong video lần sau. Đó, mời các bạn ăn. Chào Subin nhá. Mời các bạn ăn. Rồi, chào hai anh em. Mời các bạn ăn. Các bạn hãy đăng ký và chia sẻ kênh của Bon Bon nhé. Hẹn gặp lại các bạn.